chuyện là mấy hôm trước bánh ba bị ốm, tiêu chảy rồi nôn nhiều, cuối cùng là phải nhập viện. Con người ta vào viện thì thế này mà đến con mình nhập viện sao nó lạ lắm. Lần này thì mình đưa bánh bao đi khám ở bệnh viện Phương Đông. Mùa này thì trẻ con ốm nhiều dã man luôn, nên là trước khi qua thì mình cũng đã đặt lịch trước rồi. Mấy hôm nay bánh bao cứ kiểu là ăn được bao nhiêu lại nôn hết ra luôn, nhìn sốt ruột dã man. Do mình đặt lịch trước rồi nên là ngồi đợi một tí thôi là bác sĩ đã gọi vào thăm khám luôn. Cái khúc này nó lạ lắm đấy, tươi vui hớn hở không. Bánh bao trước giờ thì không sợ đi bệnh viện, cũng không sợ gặp bác sĩ. Cứ lần nào mà đi viện ấy thì mình luôn nói với bánh bao là con được đi gặp bác sĩ, con sẽ được bác sĩ chữa khỏi bệnh để có thể đi chơi với bố mẹ. Đấy, thế nên là bánh bao không còn cái nỗi sợ hãi khi đến bệnh viện nữa, mà con rất là vui vẻ luôn. Sau khi được thăm khám và siêu âm ấy thì bánh bao được bác sĩ chỉ định là ở lại viện một đêm để theo dõi. Đây cũng là cái lần đầu tiên ấy từ cái hồi bánh bao đẻ ra đến giờ phải nhập viện đấy. Nào, mẹ con mình biến hình tí nào. 2 3. Wow, cái phòng nội trú ở đây đẹp thật, nhìn như kiểu là cái phòng khách sạn ấy. Đấy, từ cái lúc mặc cái bộ đồ xanh này bật luôn sang cái chế độ nhí nhã nhí nhố. Thôi nhá, nhả nhót thế thôi, đồ ăn đến rồi đấy, ăn thôi bao. Gọi có 2 suất và công nhận nhiều thật, nhà mình 3 người mà ăn mãi mới hết. Ông Quyền ngồi bên cạnh thì cứ bao ơi con ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhá. Cái lúc này là ở trong phòng chán quá, xong rồi mình đưa bánh bao đi quanh quanh vào cái khu này cho con chơi. Bánh bao cũng có tuần nay sụt luôn cả 2 cân. Bố Quyền nhìn mà xót ơi là xót, ủa rồi có ai đi viện mà hớn hở như thế này không. Này là hôm sau ấy, bác sĩ vào khám lại xong rồi thấy tình hình ổn rồi ấy, thì bác sĩ cho bao xuất viện. Các ông bà ở quê thì lo lắng gọi điện cho bao suốt từ qua đến giờ, vì là bánh bao có bảo hiểm ấy nên là được chi trả hết. Cuối cùng thì nhà mình nộp viện phí là 94k thôi. Nào bao ơi, con thấy ở đây đẹp không? Mẹ ơi, ở đây đẹp lắm á.